Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của các tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị tư lệnh hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 tại Hà Nội, được tiến hành từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 7 tới đây. Trước thềm hội nghị, phóng viên truyền hình Thông tấn đã phỏng vấn chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Minh, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân chủng Hải quân Việt Nam về những nội dung chính mà hội nghị sẽ thảo luận trong chương trình nghị sự lần này. Trước tiên xin cảm ơn chuẩn đô đốc đã tham gia cuộc trao đổi phỏng vấn này. Thưa ông, Đảng và Chính phủ có chỉ đạo trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Vậy thì hội nghị tư lệnh hải quân các nước ASEAN lần này có ý nghĩa như thế nào về vấn đề này? Cái hội nghị hải quân tư lệnh hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26 đến 29 tháng 7 là một cái sự kiện hết sức quan trọng. Trong đó là tư lệnh hải quân các cái nước ASEAN sẽ cùng với nhau thống nhất những cái nội dung chương trình nghị sự để tăng cường cái sự hợp tác giữa hải quân các nước trong khối ASEAN nhằm xây dựng cái vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển. Vì vậy, cái việc định hướng tuyên truyền cho ngư dân, cho nhân dân, các cái tầng lớp nhân dân là một vấn đề hết sức quan trọng để nhận thức thấy rõ được cái vị trí, vai trò và cái tầm quan trọng của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình hiện nay. Lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức hội nghị tư lệnh hải quân ASEAN và chọn chủ đề hợp tác hải quân ASEAN vì hòa bình và an ninh biển. Vậy tại sao chúng ta lại chọn chủ đề này và nó có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh tình hình hiện nay? Vì hòa bình và an ninh biển, đây là một vấn đề hết sức bình thường, vì hải quân là cái lực lượng của các nước ASEAN cũng như Việt Nam là cái lực lượng mà nòng cốt trong cái bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh và tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ khác trên biển. Vì vậy, cái hợp tác hải quân các cái nước ASEAN ấy, thì cái mục đích đầu tiên ấy là chúng ta phải đạt đến cái mục đích là giữ cái vùng biển chung của các cái nước nhằm xây dựng là một cái vùng biển hòa bình, ổn định, phát triển. Ngay sau hội nghị lần này thì mối quan hệ giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân các nước ASEAN sẽ có những chuyển biến như thế nào, cải thiện mối quan hệ phối kết hợp như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh biển nói chung? Sau cái hội nghị này thì cái quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước ASEAN sẽ có những cái bước phát triển mới thông qua những cái thỏa thuận về thiết lập đường dây nóng, tổ chức tuần tra cũng như các cái hoạt động trên biển. Vì vậy, tôi cho rằng sau cái hội nghị này thì cái hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và cái Hải quân các nước ASEAN có những cái bước phát triển mới. Chúng ta sẽ thông qua cái hội nghị này thì sẽ xây dựng được cái lòng tin và có những cái chương trình rất là bổ ích như vấn đề là giao lưu các cái sĩ quan trẻ, hợp tác để tìm kiếm cứu nạn, hợp tác để thông tin cái tình hình trên biển, chống cướp biển cũng như là chống buôn lậu trên biển. Xin cảm ơn Trần Đô Đốc đã tham gia cuộc trao đổi phỏng vấn. Ngày 18 tháng 7, các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhóm họp tại đảo Bali của Indonesia nhằm chuẩn bị cho một loạt các hội nghị quan trọng của ASEAN như Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 44, Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Bali trong tuần này. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Indonesia cho biết, tại phiên họp các quan chức cấp cao ASEAN, gọi tắt là SOM, các đại biểu đã thảo luận hàng loạt nội dung quan trọng liên quan đến an ninh và phát triển của Hiệp hội. Sau quá trình thảo luận về Biển Đông, các đại biểu đã thống nhất nội dung hướng dẫn thực thi tuyên bố của các bên về quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, để trao đổi với phía Trung Quốc. Ngoài ra, phiên họp cũng tập trung thảo luận việc thành lập Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN, vấn đề kết nối ASEAN, tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN trong năm 2011, đánh giá quan hệ ASEAN với các đối tác, dự thảo tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về cộng đồng ASEAN trong cộng đồng toàn cầu và quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Liên minh châu Âu. Theo kế hoạch, một loạt hội nghị quan trọng của ASEAN sẽ được tiến hành tại Bali từ ngày 19 đến 23 tháng 7, như Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 44, các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác và Diễn đàn An ninh khu vực ARF lần thứ 18.
Các đối tác của ASEAN gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu sẽ tham dự các sự kiện này. Các hội nghị lần này là một trong những hoạt động thường niên quan trọng nhất của ASEAN và các nước đối tác, là dịp để kiểm điểm và đề ra định hướng, trọng tâm ưu tiên trong hợp tác ASEAN và trong quan hệ của ASEAN với các đối tác, chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao vào cuối năm 2011. Chuyển sang các tin tức về khu vực Trung Đông, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ kéo dài suốt 24 giờ qua tại Syria, giữa một bên là những người ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad và một bên là lực lượng chống đối. Trong khi đó, thì các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều thành phố của nước này. Các vụ đụng độ bắt đầu bùng phát từ đêm ngày 17 tháng 7 tại quận Hadara và Al-Dahara thuộc thành phố Homs, miền trung Syria. Hầu hết những người thiệt mạng đều bị bắn bằng súng trong các cuộc phục kích giữa người Hồi giáo dòng Sunni và người thuộc bộ tộc Alawit của Tổng thống al-Assad. Theo thông báo sơ bộ, có ít nhất 30 người đã bị thiệt mạng. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở London của Anh, các vụ đụng độ xảy ra sau khi 3 người thuộc phe ủng hộ Tổng thống Assad bị bắt cóc hồi tuần trước và đã bị sát hại dã man. Tổ chức này cũng cho biết quân đội Syria không can thiệp vào các vụ đụng độ này. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết hơn 1.000 binh sĩ và nhân viên an ninh với sự hỗ trợ của trực thăng và xe tăng đã bao vây khu vực Abu Kaman, nằm giáp biên giới giữa Syria và Iraq sau khi nhiều người dân đổ xuống đường biểu tình, phản đối việc các nhân viên tình báo quân đội đã giết chết 5 người biểu tình một ngày trước đó. Cùng ngày, hàng nghìn người dân Syria đã tập trung tại quảng trường Umayyad ở trung tâm thủ đô Damascus để biểu thị sự trung thành với Tổng thống al-Assad nhân dịp kỷ niệm 11 năm cầm quyền của ông. Những người biểu tình đã đốt pháo hoa, dương cao các biểu ngữ và hát vang các bài hát ca ngợi nhà lãnh đạo đất nước. Tình hình bất ổn cũng tiếp diễn tại Yemen. Các cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra vào tối ngày 17 tháng 7 giữa binh lính Yemen có sự hỗ trợ của các bộ tộc với lực lượng phiến quân Al-Qaeda tại tỉnh Abyan, làm ít nhất 12 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Tỉnh Abyan nằm cách thủ đô Sana'a của Yemen khoảng 480 km về phía nam, vốn được xem là căn cứ chính của phiến quân Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập. Các quan chức địa phương cho biết lữ đoàn cơ giới 25 đóng tại khu vực ngoại ô thành phố Zanzibar thuộc phủ tỉnh Abyan dưới sự yểm trợ của xe tăng, pháo hạm từ tàu hải quân và hàng trăm chiến binh các bộ tộc đã mở nhiều đợt tấn công vào thành phố này nhằm giành lại quyền kiểm soát hiện đang do Al-Qaeda chiếm giữ. Chiến dịch quân sự quy mô này đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của phiến quân, khiến 15 binh sĩ thuộc lữ đoàn 25 bị thương. Tuy nhiên, quân đội Yemen đã điều động bổ sung thêm nhiều binh lính tới Zanzibar để có thể chấn áp hoàn toàn phiến quân tại đây. Trong khi đó, cũng trong ngày 17 tháng 7, nhiều cuộc tuần hành đã được tổ chức tại nhiều địa phương của Yemen nhân dịp kỷ niệm 33 năm Tổng thống Abdullah Saleh lên cầm quyền. Tại thủ đô Sana'a, hàng nghìn người đã tham gia tuần hành, thể hiện sự trung thành với chính quyền của Tổng thống. Tại một số tỉnh, thành phố lớn khác đã xảy ra xung đột giữa những người biểu tình ủng hộ và phản đối Tổng thống Saleh, làm hàng chục người bị thương. Các quan chức chính quyền Yemen cho biết, ông Saleh hiện vẫn đang điều trị tại Ả Rập Xê Út và có khả năng trở về đất nước trong vài ngày tới. Thượng viện Mỹ ngày 17 tháng 7 đã đề xuất một kế hoạch có sự tham gia của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm cắt giảm núi nợ công đã kịch trần là 14,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là nỗ lực nhằm khai thông đàm phán giữa chính phủ và Quốc hội Mỹ khi mà chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ đến hạn chót là ngày 2 tháng 8. Nếu không đạt được nhượng bộ, chính phủ Mỹ sẽ bị tê liệt do không còn khả năng thanh toán tài chính. Thượng viện Mỹ đề xuất thành lập một ủy ban chung của Quốc hội có sự tham gia của nghị sĩ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch cắt giảm nợ công của chính phủ Mỹ từ nay đến cuối năm 2011. Kế hoạch của ủy ban này sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua nếu được đa số nghị sĩ ủng hộ và không sợ bị phủ quyết tại Thượng viện. Đổi lại, các thượng nghị sĩ yêu cầu Nhà Trắng chấp nhận cắt giảm 1.500 tỷ đô la chi ngân sách trong vòng một thập kỷ tới. Theo tôi hiểu, Quốc hội đang muốn xây dựng một cơ chế để nâng mức trần nợ công và ủy ban lưỡng đảng mới sẽ có trách nhiệm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề thâm hụt ngân sách. Ít nhất, Quốc hội đã có hành động để tránh cho chính phủ Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ. Đó mới là điều quan trọng. Các cuộc đàm phán giữa Quốc hội và chính quyền diễn ra suốt tuần qua đã không đem lại bất cứ kết quả nào, chủ yếu là do những vướng mắc xung quanh vấn đề cắt giảm bộ chi ngân sách liên bang. Cả Nhà Trắng và Quốc hội đều ủng hộ cắt giảm phần lớn chi tiêu và Tổng thống Obama đã tỏ thái độ nhượng bộ khi đồng ý cắt giảm chi cho các chương trình an sinh xã hội mà ông đã theo đuổi từ đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, đề xuất tăng thuế đánh vào tầng lớp giàu có và các doanh nghiệp lớn mà Nhà Trắng đưa ra đã không nhận được sự đồng tình của phe Cộng hòa trong Quốc hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.